Thưa quý vị, trong những ngày mùa thu tháng 10 thì cuộc sống cũng đang dần quay trở lại với quần ngập bình thường mới và chúng ta cũng liên tiếp thấy được những tín hiệu đáng mừng từ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. À, tiêu biểu qua những con số đó là những ca mắc mới thì cũng giảm, số ca tử vong giảm và những người khỏi bệnh thì ngày càng tăng. Và song song với đó thì chúng ta thấy rằng là việc tiêm vaccine vẫn tiếp tục được phủ rộng để làm sao chúng ta sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Và Bộ Y tế cũng đã vừa gửi công điện đến Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Và theo Bộ Y tế, nếu như địa phương nào để xảy ra chậm tiến độ, thì Bộ sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho nơi khác. Trong tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị địa phương khoảng hơn 35 triệu liều vaccine COVID-19 để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Bộ Y tế, Điện Bí thư, Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xem công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng